Vâng, thưa các bạn, ngay từ khi chạm vào vô lăng cầm lái cái mẫu xe VinFast Fadil bản cao cấp nhất có giá 465 triệu thì thực sự tôi nghĩ ngay đến bài hát Thật Bất Ngờ của Trung Nhân. Tôi bất ngờ vì cái sự chắc chắn của cái hệ thống khung xe và độ chính xác của cái vô lăng. Nó đã gây cho tôi khá nhiều bất ngờ khi mà tôi so sánh trực tiếp với những cái xe nhỏ trong phân khúc hạng A. Và có lẽ là với các cái xe có trong phân khúc hiện tại mà chúng ta hay so sánh trong suốt thời gian vừa qua như là Morning, như là WeGo, thì thực sự tôi không dám chắc tôi có thể làm được những cái pha như vậy. Và ngay trong chương trình của ngày hôm nay, chúng ta hãy xem VinFast Fadil chạy như thế nào. Và thưa các bạn, thực ra tôi sử dụng Thật Bất Ngờ thì không có gì là lạ cả. Bởi vì như các bạn đã thấy thì tôi đang chạy slalom, chạy zig zag liên tục. Thì thực sự đấy, các bạn có thể thấy không? Rồi, đấy, để một mẫu xe nhỏ mà chạy được như thế, nó bám như thế, cái khung gầm nó chắc như thế, nó chuyển động liên tục như thế mà thực sự là kiểm soát nó vẫn dễ. Ngay cả khi mà tôi chuyển làn đây, tôi sẽ chuyển làn như thế này cho các bạn sẽ thấy luôn là cái khả năng ổn định thân xe của VinFast Fadil rất tốt. Bởi vì rất đơn giản, nó thừa hưởng cái nền tảng của mẫu Opel Kadett Rock, một mẫu xe tới từ châu Âu. Và nguồn gốc có lẽ tôi cũng sẽ không phải chia sẻ lại nữa, bởi vì là các bạn cũng đã có rất nhiều thông tin rồi đấy. Rất bám luôn, rất chắc chắn. Và thưa các bạn, để mà tạo cảm giác như một chiếc xe thể thao thì tôi nghĩ là khó. Bởi vì xe nào nó cũng có cái giá của xe đấy. Ví dụ như các bạn có thể thấy mà tôi đang chạy với một mẫu xe cầu trước như thế này. Nhưng mà có thể làm ngay những cái động tác quay đầu như này, các bạn sẽ thấy đấy. Đây, các bạn thấy không? Và bắt đầu tiến lên. Đó. Đấy, đấy cũng là một cảm xúc vui vẻ. Tất nhiên là tôi rất tự tin khi mà thực hiện những cái thao tác như vậy với Fadil. Bởi vì cái hệ thống khung gầm như tôi nói rồi, chắc chắn vô lăng lái tốt. Đó là những cái sự bất ngờ mà khi mà tôi cầm lái cái mẫu xe này. Còn thực sự nếu như chia sẻ về cái không gian, cái vùng quan sát của cái mẫu xe này ấy, thì thực sự là cái trụ chữ A này nó có dày hay không? Nếu như chúng ta nhìn ở phần trên này thì nó không phải là quá dày. Phần dưới thì nó có cái mảng này, các bạn sẽ thấy là nó tương đối dày. Tuy nhiên nó giới hạn cái vùng quan sát thì tôi nghĩ rằng không phải là điều quá lớn. Nếu như các bạn chọn một cái tư thế lái chuẩn, cái vị trí đủ độ cao theo đúng cái tiêu chuẩn, theo đúng cái những cái chúng tôi đã chia sẻ rồi, thì chắc chắn các bạn sẽ có được những cái vùng quan sát nó không bị giới hạn bởi chính cái trụ chữ A này đâu. Các bạn có thể thấy đây, không có vấn đề gì cả. Nhìn chung VinFast Fadil thực sự là đã thừa hưởng lại những cái nền tảng xe rất tốt từ mẫu Opel Kadett. Và thực sự với một cái mẫu xe nhỏ dành cho đô thị thì thực sự đôi khi chúng ta phải quan tâm đến cái sự lái chậm của nó như thế nào này. Các bạn sẽ thấy cái vô lăng nó gắn kết với người rất tốt. Chị em lái mẫu xe này cũng dễ, cũng dễ, không có gì khó cả. Thậm chí phanh dừng lại nó êm, khá êm. Cài camera lùi, camera nét nhá, camera khá nét luôn. Đấy. Và có cả điều hướng nữa này. Đấy, chúng ta có thể căn rất dễ. Có cả khoảng cách đấy, tốc độ phản ứng khá là nhanh, đáp ứng rất là nhanh đấy, đánh liên tục. Được. Các bạn sẽ thấy là tôi sẽ leo một chiếc vỉa hè. Nó cũng hơi lỡ chạm cản thì chết, xe thì mới nhẹ thôi. Tôi nói vui vậy thôi, nó cũng dễ mà. Đấy, mặc dù đường hơi trơn. Các bạn có thể thấy là tôi lên xuống về một cái vỉa hè khá là cao. Lên. Đấy, các bạn sẽ thấy được là đấy, sẽ lên xuống không hề khó một chút nào. Đấy, rất là êm nhá.
Vâng, thưa bạn, có lẽ là cũng phải chờ lâu lắm rồi tôi mới được ngắm tận mắt, sờ tận tay. Và thực sự là tôi khá bất ngờ về cái chất lượng hoàn thiện của nó. Chúng ta quay lại một chút thông tin về VinFast Fadil nhé. Đây là mẫu xe được sử dụng cái nền tảng của mẫu xe Opel Kadett, xuất xứ từ châu Âu, nhưng tất nhiên là cũng mua lại platform thiết kế của GM, mà cụ thể là thương hiệu Chevrolet. Nhưng mà thứ mà tôi quan tâm ấy về cái thiết kế thì đương nhiên rồi, mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Nhưng thứ mà tôi quan tâm là các bạn sẽ thấy rằng cái chất lượng hoàn thiện khá tốt, tôn dày. Nói chung là chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được trực tiếp nếu như chúng ta đến trực tiếp các cái đại lý rồi những nơi trưng bày và chúng ta cảm nhận nó. Tôi sẽ thử ngay chiếc cửa để xem. Đấy, chắc chắn đấy, hai cửa luôn. Cái cảm xúc lần đầu tiên mà ngồi vào một mẫu xe mang thương hiệu Việt Nam nó cũng khá là thú vị. Mặc dù tất cả ai cũng biết nguồn gốc xuất xứ của nó rồi, tuy nhiên các bạn sẽ thấy một cái giao diện nó khá là Âu. Nhưng thứ mà tôi quan tâm ấy là cái không gian tôi ngồi tại vị trí ghế lái. Đây, các bạn sẽ thấy được cái khoảng trống đầu này, nó như thế này nhá. Và chiếc ghế, tôi nặng có 72 cân thôi, cao 1m72. Một kích thước tương đối hoàn hảo đấy, bụng hơi to một tí đấy. Nhưng các bạn sẽ thấy đó. Và cái tầm nhìn về phía trước khá được. Và các bạn sẽ nhìn xuống, các bạn sẽ thấy rằng một chiếc vô lăng bọc da. Rồi, các bạn sẽ thấy vô lăng bọc da. Cái vô lăng này nó hơi to, xuất xứ các cái dòng xe có nguồn gốc từ Chevrolet của GM, thương hiệu của GM, thì thường là các vô lăng khá lớn. Nhưng thực sự là vô cái logo chữ V này nó có một cái gì đấy nó tạo cảm xúc khá tốt. Đấy. Màn hình 7 inch thưa các bạn. Cảm ứng độ phân giải tốt, có kết nối Android Auto, Apple CarPlay, sử dụng Google Maps vân vân. Rồi các bạn sẽ dùng được cả chức năng điều hòa, điều chỉnh cảm ứng vân vân. Ở trên này điều hòa auto nhá. Ngoài ra thì các chức năng khác như kết nối điện thoại Bluetooth, rồi âm thanh trên mẫu xe này, trên VinFast Fadil, là một sự đặc biệt. Có 6 loa và chất lượng nghe cũng thật bất ngờ với một mẫu xe nhỏ. Ở phần dưới đây là điều khiển điều hòa auto, cũng rất là gọn gàng. Và các bạn có thể thấy là có khá nhiều những cái khu vực để đổ hai chai nước, để những các cái gì đó ở đây này. Đấy, kết nối thì có kết nối cả USB lẫn chuẩn Type-C lẫn đầu 12V ở đây. Tôi chỉ hơi tiếc một chút là cái phanh tay này nó chưa được bọc da ở đây. Chính vì vậy nó có khả năng rơi những cái vật gì đó nhỏ nhỏ, đồng xu rồi vân vân chẳng hạn, thì hãy cẩn thận. Các ô chứa đồ nhỏ nhỏ chúng ta có thể để được những cái vật gì đó nhỏ nhỏ ở đây. Chai nước vào sau. Chất lượng da rẻ của ghế thì tương đối tốt. Nói chung nhìn cái độ hoàn thiện ấy, nội thất về vật liệu, rồi giao diện màn hình, độ phân giải vân vân thì là ưng. Tôi chưa bàn đến giá nha các bạn. Các bạn sẽ thấy là một cái ngăn chứa đồ phía trước này, nó vừa phải thôi. Đấy, bạn có thể để thêm những cái vị trí để đồ ở đây ạ. Và chúng ta hãy nhớ rằng Fadil bản cao cấp nhất là được trang bị tới 6 túi khí nha các bạn. Các bạn thử hình dung trong cái phân khúc xe hạng A ở Việt Nam thì có mẫu xe nào được cùng loanh quanh cái mức khoảng 400-500 triệu ấy, thì mẫu xe nào trang bị tới 6 túi khí thì xin vui lòng hãy chia sẻ với chúng tôi nha các bạn. Hãy nhìn tiếp theo sang phần các cái khu vực để chai nước đây. Bạn sẽ thấy đây. Một chai nước khá to, tôi có thể nhét thêm được nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng để hai chai là đủ. Tôi luôn là một người có tư thế lái ngồi khá xa. Đấy. Có tựa đầu cho một mẫu xe nhỏ. Đấy, có tựa đầu tại 3 vị trí nhá. Tựa đầu tại 3 vị trí. Với tôi thì khoảng trống đầu xe cũng chỉ còn từng này thôi, bởi vì cái phần trần của xe này nó được bóp vào khá nhiều. Đấy, tức là cái độ rộng của nó bị bóp vào, cho nên đây, khả năng sẽ chạm vào đây. Người ngồi cao hơn là... Nói chung xe này dành cho các bà mẹ đi đón con hoặc là gì đó thì vui đi chơi xe nhỏ. Còn xe gia đình thì tôi nghĩ là phải mua những cái xe nó rộng hơn. Càng rộng càng tốt. Đương nhiên rồi, rộng chạy sướng thì phải nhiều tiền nữa. We'll be right back.
nay thì trời mưa. Nói trời mưa to, thực sự là bão luôn. Và các bạn thấy qua những cái hình ảnh đấy thì tôi phải chạy chuyển làn rồi slalom rồi cũng phải ghi hình ở dưới mưa luôn. Anh em camera là cũng phải cởi trần ra để quay, bởi vì thực chất là chiếc xe này lịch cũng rất là kín. Đó, cho nên là gửi được thước phim, những cái cảm nhận tới các bạn thì mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách dừng chuông và subscribe thôi. Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Và thưa các bạn, tôi sẽ đi qua những cái vũng nước để các bạn thấy là Fadil dù là xe nhỏ nhưng cái độ ổn định và cái độ bám khá tốt. Đây tôi đang đi qua nước này. Các bạn sẽ thấy được những cái tia nước nó bắn lên rất tốt. Tôi sẽ làm lại một vòng nữa, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Đó, các bạn sẽ thấy được